khu vực này có hẻm dẫn vào chùa Kim Sơn ở trên đồi, qua ngôi cổ tự trên đồi. Xin tạm dừng video ngắn sáng nay nha. Xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Các nhà nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới ha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả quý vị trong một video tiếp theo của đời sống nha ta. Kính thưa quý vị, em đang có mặt trên đường Lương Đình Của hướng đi về chợ Ngọc Hiệp, hướng ra 23 tháng 10. Xin mời cả nhà đồng hành với em trong video sáng hôm nay. Chúng ta sẽ đi về hướng Mã Vòng để về chợ bên Phước Hải cả nhà nhé. Hôm nay thì trời Nha Trang nhiều mây, do ảnh hưởng của bão lớn số 3 đang di chuyển về phía bắc, di chuyển vào phía bắc vịnh Bắc Bộ. Hy vọng thì ngày hôm nay và ngày mai thì trời sẽ quang mây tạnh hơn, trời sẽ trong xanh trở lại và nắng sẽ mà đẹp hơn cả nhà nha. Từ hôm qua thì trời ảnh hưởng bão cũng là có mưa nhẹ một vài thôi. Hôm nay hy vọng thì trời sẽ đẹp hơn cả nhà. Bây giờ thì chúng ta đang trên đường Lương Đình Của quý vị, hướng về 23 tháng 10. Trung tâm chạy về Mã Vòng, sau đó rẽ lên Hồng Kông ha. Buổi sáng thì trên cầu vượt xe rất là nhiều, nắng lên nhẹ nhẹ rồi, trời có nắng nhưng mà cũng rất là nhiều mây, không biết hôm nay có mưa hay không.
mới lên phát thì mây che lại rồi. Trời rất là nhiều mây cả nhà nha, khu vực quận Ngã Vòng. Chúng ta rẽ về hướng chợ Phước Hải ha, chợ Đồng Nai. Xem sáng nay chợ Búa thế nào, đông đúc hay không. Chúng ta xe lửa Ngã Vòng quý vị. Giờ này qua cái giờ cao điểm này, tầm khoảng 8 giờ đến 9 giờ là bắt đầu là hoang vắng. 7 giờ sáng, 7 rưỡi sáng rất đông. Thời điểm mà học sinh đi học đó cả nhà. Chở con đi học, người đi làm sớm. Trên đường lúc nào cũng nhộn nhịp. Kẹt xe. Sáng nay thì các trường học cũng làm lễ khai giảng. Hai các con đường đi qua các cái điểm trường học lúc nào cũng kẹt xe hết. Rất đông xe luôn. Sẽ rẽ về hướng Đồng Nai cả nhà nha, để về hướng chợ Vĩnh Hà, chợ Phước Hải. Hình ảnh cả nhà đang xem là đường Đồng Nai, đầu đường Đồng Nai, Lê Hồng Phong đang đi về hướng ngã tư Tố Hữu, chạy qua chợ Phước Hải, Đồng Nai. Tổ văn hóa 1 Phước Lộc. Con đường Đồng Nai vào buổi sáng quý vị, bây giờ là 8 giờ kém 20 sáng, rất là sớm ha. Giờ này thì các quán bán đồ ăn sáng hoạt động tích cực. Chỗ này quán bánh canh đông lắm này. Rất đông khách luôn. Dọc theo con đường Đồng Nai này thì quý vị biết là rất nhiều các quán bán đồ ăn ăn sáng, bánh xèo, bánh căn, bánh canh, rồi phở, bún bò, rất nhiều. Một vòng qua chợ Đồng Nai nha quý vị, xem thử chợ sáng nay thế nào. Buổi sáng quý vị thấy con đường này đông ghê không, xe cộ tấp nập. Muốn qua đường chỗ này cũng phải hết sức là cẩn thận vì lượng xe di chuyển trên Tố Hữu chạy về rất là lớn. Đó, từ đây mà đến khu vực trung tâm đình chợ thì quý vị thấy là buôn bán hai bên đường hết sức là đông đúc tấp nập, hàng quán quá trời luôn. Người thì bán cái này, người bán cái nọ, ai bán được cái gì thì bán cái đó thôi, không có quy định gì cả, đủ loại hết. Không có luôn. Khu đình chợ trung tâm Đồng Nai đây quý vị.
theo dõi các video trên kênh Đời Sống Nha Trang. Bây giờ thì Nha Trang bước vào những tháng cuối năm rồi, tháng 9 rồi quý vị. Đó, 2-3 tháng nữa thôi, tính thì còn hết cái thời điểm năm 2024 rồi. Tết cũng đã sắp gần kề rồi đấy quý vị nha. Một năm nó trôi rất nhanh quý vị, chưa làm gì đã hết một năm rồi rồi. Em xin phép quay một vòng nữa ha, quay ngược lại một vòng nữa chợ Đồng Nai, xin phép kết thúc video hôm nay luôn. Buổi sáng đi lòng vòng quanh chợ đây quý vị xem, buôn bán bà con người dân những tháng cuối năm. Chúc quý vị luôn thật dồi dào sức khỏe nha, may mắn trong công việc, và gặp nhiều điều may mắn trong công việc nha cả nhà. Và những dịp cuối tuần hoặc những ngày lễ lớn thì quý vị biết là đường này rất đông, xe đi rất chật kín luôn, vì người ta đi chợ nhiều hơn quý vị nha. Hôm nay thì quý vị thấy là chợ khá là vắng, hàng hóa thì nhiều, chợ thì tắc. Hôm nay một ngày bán ế của các chị bán tiểu thương hôm nay rồi, tôm cá thì quá trời luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.